muốn được đời đời đầy đủ oai lực lớn, làm các ma hàng phục, dẹp trừ các ngoại đạo, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được đời đời xa lìa tất cả phiền não nghiệp chướng, thông đạt các pháp, tâm không chướng ngại, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được đời đời tâm hoàn hảo, nguyện hoàn hảo, hành hoàn hảo, liên tục, thường không biếng nhác, bỏ bê, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn sanh vào nhà Phật, vào địa vị đồng chân, thường không xa lìa chư Phật Bồ Tát, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được đời đời đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm như Phật, tất cả hữu tình trông thấy đều hoan hỷ, phát sanh tâm vô thượng chánh giác, mau được thành tựu công đức Phật, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn đem các năng lực của thiện căn thù thắng, các phẩm vật cúng dường tốt đẹp tùy ý cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, làm cho các thiện căn mau được viên mãn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn làm cho thỏa mãn đầy đủ tất cả vật mong cầu của chúng sanh, như thức ăn uống, y phục, giường ghế, đồ nằm, thuốc thang, hoa hương, đèn, xe, vườn, rừng, nhà cửa, lúa gạo, châu báu, kỹ nhạc và các loại nhạc cụ tốt đẹp, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Bồ Tát muốn làm cho tất cả hữu tình khắp hư không giới, pháp giới, thế giới đều an trụ vào bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được công đức phát sanh một niệm thiện tâm cho đến quả vô thượng bồ đề không cùng tận, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn được chư Phật các thế giới trong mười phương, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, các Bồ Tát cũng khen ngợi, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn một khi phát tâm có thể khắp đến vô số thế giới trong mười phương cúng dường chư Phật, làm lợi lạc cho chúng sanh, thế nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn một khi phát ra tiếng liền có thể vang khắp vô số thế giới trong mười phương khen ngợi chư Phật, dạy bảo chúng hữu tình, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn trong một niệm làm cho tất cả hữu tình trong hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương tu học mười nghiệp đạo thiện, thọ tam quy y, hộ trì cấm giới, tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, được năm thần thông, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn trong một niệm có thể làm cho tất cả hữu tình trong vô số thế giới chư Phật khắp mười phương an trụ pháp đại thừa, tu hạnh Bồ Tát, chẳng khinh bỏ các thừa khác, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Muốn tiếp nối dòng giống Phật, không để cho đoạn tuyệt, hộ trì ngôi nhà Bồ Tát, làm cho không bị thối chuyển, làm thanh tịnh cõi Phật và mau được thành tựu, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn an trụ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn hiểu biết tánh của tất cả pháp như tánh sở hữu không điên đảo, không phân biệt, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn hiểu biết tất cả pháp nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, tánh vô sở hữu, bất khả đắc, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn hiểu biết tất cả pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như hình bóng, như bóng sáng, như sóng nắng, như hoa đốm trên không, như thành cản thát bà, như các việc biến hóa chỉ do tâm hiện ra, tánh tướng nó đều không, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết đại địa hư không, núi non biển cả, sông ngòi, ao báu, khe hang, vũng hồ, địa thủy hỏa phong, các lượng cực vi trong 3000 đại thiên thế giới khắp mười phương, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Nếu Đại Bồ Tát muốn chẻ một sợi lông ra làm trăm phần, lấy một phần sợi lông đem hết nước trong biển cả, sông ngòi, ao báu, khe hang, vũng hồ, khắp 3.000 đại thiên thế giới, bỏ vào trong vô biên thế giới ở phương khác mà không làm tổn hại hữu tình trong ấy, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát cặp kiếp hỏa thiêu cháy khắp 3.000 đại thiên thế giới, làm cho trời đất đều cháy rụi, muốn dùng một hơi thở thổi tắt liền thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát gặp kiếp phong nổi lên 3.000 đại thiên thế giới, nương phong luân bị thổi mạnh bay vọt lên, sắp thổi 3.000 đại thiên thế giới, núi Tô Mê Lô, núi Luân Vi, vân vân, các vật đều tan nát như bụi, muốn dùng một ngón tay để ngăn lại sức gió kia, làm cho chúng mất đi thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát ở trong 3.000 đại thiên thế giới, muốn một khi ngồi kiết già đầy khắp cả hư không thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đem một sợi lông quẩn lấy 3.000 đại thiên thế giới, núi Diệu Cao, núi Luân Vi, các vật ném qua vô lượng vô biên thế giới ở phương khác mà không làm tổn hại chúng hữu tình trong đó thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đem một món thức ăn, một chút hoa hương, tràng lọng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi tất cả Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác và chúng đệ tử trong vô số thế giới khắp mười phương, không ai chẳng đầy đủ thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng hữu tình trong vô số thế giới khắp mười phương an trụ giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, hoặc trụ vào quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, Độc Giác, Bồ Đề, cho đến nhập vào vô dư y niết bàn thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể biết như thật, bố thí như vậy, được phước báo lớn, nghĩa là biết như thật, bố thí như vậy, được sanh dòng tộc Sát Đế Lợi, hoặc sanh dòng tộc Bà La Môn, hoặc trưởng giả, hoặc cư sĩ. Bố thí như thế, được sanh vào cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Dạ Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đồ Sử Đa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Do bố thí như vậy được sơ thiền, hoặc đệ nhị thiền, hoặc đệ tam thiền, hoặc đệ tứ thiền, do bố thí như vậy được định không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Do bố thí như thế phát sanh bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, đắc quả dự lưu, hoặc Nhất Lai, hoặc Bất Hoàn, hoặc quả A La Hán, hoặc quả vị Độc Giác, hoặc chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Có thể biết như thật, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã như vậy được phước báo lớn. Nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể biết như thật, về bố thí, dùng phương tiện thiện xảo, bố thí Ba La Mật Đa viên mãn. Bố thí như thế, dùng phương tiện thiện xảo, làm viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa. Bố thí như thế, dùng phương tiện thiện xảo, làm viên mãn an nhẫn Ba La Mật Đa. Bố thí như thế, dùng phương tiện thiện xảo, làm viên mãn tinh tấn Ba La Mật Đa. Bố thí như thế, dùng phương tiện thiện xảo, làm viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa. Bố thí như thế, dùng phương tiện thiện xảo, làm viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy thực hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã với phương tiện thiện xảo thì có thể làm viên mãn 6 Ba La Mật Đa. Khi ấy, Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể biết như thật, bố thí, dùng phương tiện thiện xảo, làm viên mãn bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, dùng phương tiện thiện xảo, làm viên mãn tịnh giới cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì đem vô sở đắc làm phương tiện, nghĩa là Đại Bồ Tát khi thực hành bố thí hiểu rõ tướng của tất cả người thí, người nhận và Phật bố thí đều bất khả đắc, có thể làm viên mãn bố thí Ba La Mật Đa. Vì tướng phạm vô phạm bất khả đắc nên có thể làm viên mãn tịnh giới Ba La Mật Đa. Vì tướng động bất khả đắc nên có thể làm viên mãn an nhẫn Ba La Mật Đa. Vì thân tâm siêng năng biếng nhác bất khả đắc nên có thể làm viên mãn tinh tấn Ba La Mật Đa. Có loạn không loạn bất khả đắc nên có thể làm viên mãn tịnh lự Ba La Mật Đa.
Vì tánh tướng các pháp bất khả đắc nên có thể làm viên mãn Bát Nhã Ba La Mật Đa, đó là Đại Bồ Tát khi thực hành bố thí, dùng phương tiện thiện xảo có thể làm viên mãn sáu Ba La Mật Đa. Như vậy Đại Bồ Tát khi thực hành tịnh giới, dùng phương tiện thiện xảo có thể làm viên mãn sáu Ba La Mật Đa, cho đến khi thực hành Bát Nhã, dùng phương tiện thiện xảo có thể làm viên mãn sáu Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn được công đức của chư Phật trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đến bờ kia của tất cả pháp hữu vi vô vi thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đạt được các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, vô sanh thực tế trong quá khứ, vị lai, hiện tại thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thấu suốt tận cùng ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại, sanh hay bất sanh thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm bậc đạo sư cho tất cả thanh văn độc giác thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn hầu cận tất cả Như Lai thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm dòng họ quyến thuộc của tất cả Như Lai thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được quyến thuộc đông thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được thường cùng Bồ Tát làm quyến thuộc thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm cho đồ cúng dường của thí chủ được tiêu thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn điều phục tâm san tham, không sanh tâm phạm giới, trừ bỏ tâm sân giận, tâm biếng nhác, dựng lặng tâm tán loạn, xa lìa tâm ác tọa thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm cho tất cả hữu tình an trụ vào việc tánh thí phước nghiệp, tánh giới phước nghiệp, tu tánh phước nghiệp, cúng dường hầu cận phước nghiệp, hữu y phước nghiệp thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được ngũ nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng thiên nhãn thấy hết vô số thế giới chư Phật trong mười phương thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng thiên nhĩ nghe hết những lời Phật dạy trong vô số thế giới khắp mười phương thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết như thật về pháp tâm, tâm sở của tất cả chư Phật trong hàng hà sa số thế giới khắp mười phương thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được nghe chư Phật trong mười phương thế giới thuyết pháp cho đến chứng quả vô thượng Bồ Đề không đoạn tuyệt thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thấy tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đối với 12 bộ kinh mà chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại đã thuyết, khế kinh, ứng tụng, thọ ký, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, hy pháp, thí dụ luận nghị mà các thanh văn chưa từng nghe, đều có thể thọ trì thông suốt cứu cánh, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đối với pháp môn mà chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại đã thuyết, tự mình đã thọ trì thông suốt rốt ráo, lại có thể giảng thuyết như thật cho người khác thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đối với pháp môn chư Phật trong mười phương ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại đã thuyết, tự mình thực hành như thật, lại có thể khuyên bảo người khác thực hành như thật thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn chiếu ánh sáng đến vô số thế giới tối tăm hoặc thế giới trung gian khắp mười phương, nơi mà ánh sáng mặt trời, mặt trăng không chiếu đến thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đối với chúng hữu tình trong vô lượng thế giới bị tà kiến, không nghe đến danh hiệu Phật Pháp Tăng trong mười phương, mà có thể khai thị giáo hóa làm cho họ phát sanh chánh kiến, nghe danh Tam Bảo, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát dùng oai lực của mình muốn làm cho chúng hữu tình trong vô số thế giới trong mười phương, người mù có thể thấy được, người điếc có thể nghe được, người câm có thể nói được, người cuồng nhớ nghĩ được,
người loạn ổn định được, người nghèo được giàu, người thiếu áo được áo, người đói được thức ăn, người khát được nước uống, người bệnh được trị lành, người xấu được đẹp, người tàn tật được đầy đủ, người thiếu các căn được đầy đủ, người mê được tỉnh ngộ, kẻ mệt mỏi được thư thái, tất cả hữu tình với tâm bình đẳng. Đối với nhau như cha, mẹ, anh em, chị em, bạn bè, thân thuộc, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát dùng oai lực của mình, muốn làm cho chúng hữu tình trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, ở trong đường ác được sanh vào cõi thiện, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát dùng oai lực của mình muốn làm cho chúng hữu tình trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, quen theo nghiệp ác, đều tu theo nghiệp thiện, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát dùng oai lực của mình muốn làm cho chúng hữu tình trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương, người phạm giới được an trụ vào giới uẩn, người chưa được định đều an trụ vào định uẩn, người có tuệ ác đều an trụ vào tuệ uẩn, người không được giải thoát đều trụ giải thoát uẩn, người không được giải thoát tri kiến đều trụ giải thoát tri kiến uẩn, người chưa đắc kiến đế thì được quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc chứng đắc vô thượng bồ đề, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn học oai nghi thù thắng của chư Phật, làm cho các hữu tình trông thấy không chán, dứt tất cả điều ác, sanh tất cả điều thiện, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được như voi chúa dung nghi đĩnh đạc nghiêm nghị, thuyết pháp cho đại chúng. Muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được thân ngữ ý nghiệp hành động theo trí tuệ luôn được thanh tịnh. Muốn đạt được điều này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được chân đi cách đất chừng bốn ngón tay một cách tự tại. Muốn được việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được vô lượng trăm ngàn triệu ước thiên chúng trời tứ đại vương, cho đến trời sắc cứu cánh, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, cùng nhau đi đến cội Bồ Đề. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được vô lượng trăm ngàn triệu ước thiên chúng trời tứ đại vương, cho đến trời sắc cứu cánh ở dưới cội Bồ Đề, đem thiên y làm tòa. Muốn thành tựu việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được ngồi kiết già dưới cội Bồ Đề, dùng tay với các tướng vi diệu trang nghiêm vỗ vào đại địa, làm cho địa thần và các quyến thuộc đồng thời vọt lên. Muốn được việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được ngồi dưới cội Bồ Đề, làm cho các ma quy phục, chứng đắc quả vô thượng bồ đề. Muốn được việc này nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa suy nghĩ, chừng nào ta mới được thành chánh giác khi đưa